Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hưng Võ Cạp. Thì trong group mình dạo gần đây thì mấy ngày trong thời gian vừa qua ấy, thì cái phong trào mà nuôi bọ cạp ngoại của group mình đã phát triển rất là mạnh rồi. Thì có đã, trong nhóm đã có xuất hiện rất là khá nhiều bạn order bọ cạp nước ngoài về nuôi. Thì mình nuôi bọ cạp thì cũng lâu rồi nhưng mà chủ yếu mình nuôi Hà Nội thôi. Thì bữa nay mình cũng hưởng ứng phong trào nuôi bọ cạp ngoại của group, thì mình cũng có mới đặt 3 con bọ cạp sa mạc. Thì mình đặt cái dòng này nó là dòng độc nhẹ thôi, thì cũng là loại phổ biến mà các bạn hay nuôi đấy. Thì cái dòng mà mình đặt đây là con Hotel Tota các bạn nhé, Hotel Tota HH đấy. Thì mình mới đặt 3 con HH size 4i. Thì chắc khoảng 2 đến 3 hôm nữa thì hàng mới về đến nơi. Nhưng mà trong cái quá trình mà chờ đợi hàng nó về á, thì mình đã chuẩn bị sẵn dụng cụ nuôi này, đồng hồ tăng này, đá trắng này, đá trắng và cát nữa. Thì các bạn nuôi cát kia chắc ở shop có shop bán ở trong group thì chắc họ sử dụng cát chuyên dụng, cát sa mạc đấy, nhưng mà mình đây thì mình mua cát trắng. Đó. Với lại đây là cái đá trắng này, đá này dùng để trang trí ở cây cảnh đấy, thì mình mua đá trắng với lại cát trắng luôn. Đó. Thì cái cát trắng mà mình mua đây này các bạn, mình sẽ xúc một ít cho các bạn xem. Đó. Đây. Đây là cái cát trắng mà mình mua. Đấy. Cát này nó cũng khá là mịn đấy, nó màu trắng. Trong suốt. Đấy. Mình sử dụng này thôi, không biết là dùng loại cát trắng này nó có hợp lý hay không thì các bạn xem video rồi các bạn cho mình ý kiến nhé. Đó, thì ở đây mình mua thêm cả một cái gì nhỉ? Cái đá trang trí ở cây cảnh này, cái này cũng là đá trắng luôn, nó thạch anh trắng ấy. Đó. Mình mua để mình xét vô trang trí vào cái tăng nuôi đấy. Thì tăng nuôi mình sử dụng ở đây. Tăng nuôi mình sử dụng ở cái tăng nhựa này. Đấy. Tăng nhựa này. Đây. Đó. Thì mình sẽ đổ cát vào đây. Đó. Thì cái cát này với lại cái đá này thì lát nữa mình sẽ phải rửa để loại bỏ cái bụi với lại đề phòng có hóa chất trong này á. Thì lát nữa mình sẽ rửa nó, rửa qua nước đi, lọc qua vài lần nước để cho nó hết cái bụi với lại nếu mà có hóa chất thì nó sẽ bị loại đi. Đó. Thì đây mình cũng là lần đầu mình nuôi cái dòng bọ cạp sa mạc này thôi, cho nên là có thể là số kiến thức của mình sẽ không có đầy đủ như các bạn đã nuôi rồi, đã sở hữu rồi. Thì qua video này các bạn có kinh nghiệm hơn mình thì hãy vô comment để đóng góp cho mình các bạn nhé. Đó, thì đấy là cái chia sẻ mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn cái ngoài ra nói thêm thì cái bịch cát này chỗ mình mua cũng khá rẻ thôi. Bịch cát này của mình là hơn 1 kg cát trắng này. À, hơn 1 kg cát trắng. Cái này là thêm 1 kg đá trắng nữa. Đó, thì giá nó cũng rẻ thôi. Hai cái này rẻ thôi, không đến 100k đâu. Tổng cả cát với cả đá này là hơn 2 kg nhưng mà không đến 100k đâu các bạn nhé. Đấy, thì cái video của mình chỉ sẽ chia sẻ vậy thôi. Thì mình sẽ đi rửa nó, mình sẽ làm công tác chuẩn bị này khoảng chắc 2 hôm nữa đi, 2-3 hôm nữa gì đó thì 3 con HH mình đặt nó sẽ về đến Đắk Lắk mình. Đó. Đó, thì các bạn có kinh nghiệm gì hãy vô comment ở trong cái video này rồi đóng góp để giúp mình nuôi các bạn nhé. Thì đây mới là lần nuôi đầu tiên của mình thôi. Thì mình cũng mong sự giúp đỡ của các bạn.
video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ comment để giúp mình các bạn nhé.